Xin giới thiệu bạn Trần Đặng Đăng Khoa đến từ Tiền Giang. Xin chào Khoa. Dạ, vâng. Chào anh. Thưa quý vị, một chàng trai rất ngầu với phong cách nhìn là biết là anh ấy là người thích xê dịch rồi. Em hãy dành một lời chào tới quý vị khán giả đang xem truyền hình và quý vị khán giả trong trường quay. Mời em. Em là Trần Đăng Khoa, đến từ Tiền Giang và xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị khán giả xem đài, xem chương trình hôm nay. Và đặc biệt là xin chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều điều may mắn. Dạ, xin chào. Cảm ơn Khoa. Câu chuyện về Khoa thì chắc là còn dài, anh em ta không thể đứng mãi trên đây để nói chuyện được. Xin mời em lên ghế nóng. May mắn khi trong chương trình Ai Là Triệu Phú đầu tiên của năm 2021, chúng ta được đón chào Trần Đặng Đăng Khoa. Anh ấy thực ra là một travel blogger có một thành tích đặc biệt, đó là dùng xe máy và đi qua 65 quốc gia trong 1.111 ngày. Khoa có cảm giác khác gì không khi mà đã lên truyền hình nhiều rồi và hôm nay thì ngồi ghế nóng của Ai Là Triệu Phú? Dạ, hôm nay thì cảm ơn câu hỏi của anh. Thì hôm nay khi ngồi lên ghế nóng rồi thì cảm giác hồi hộp giống như là ngay cái ngày đầu tiên mà em bắt đầu cái chuyến đi đó khoảng hơn 3 năm rưỡi trước. Trong cái chuyến đi đó là không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ đi với một cái niềm tin là mình sẽ làm được. Thì hôm nay cũng vậy, thì rất lâu rồi thì mới có lại cái cảm giác hồi hộp, vừa hồi hộp mà vừa phấn khích. Đó là cái sự hưng phấn rất là đã, rất là thích. Tôi muốn hỏi bạn một chút, tại vì tôi rất tò mò. Tôi cũng đi xe máy giống như bạn về Nam Định. Tôi đi trong khoảng 2 tiếng, ngày xưa là khoảng gần 3 tiếng. Thì nói thật là đoạn đầu cũng háo hức, về gần đến nhà cũng háo hức. Nhưng cái đoạn ở giữa thì rất buồn. Tôi hát hết album này đến album kia, hát mãi vẫn chưa về đến nhà. Vì không biết làm thế nào để cho qua cái cảnh nhàm chán, vì chỉ có cột cây số rồi cây cối vân vân nó đi qua mình. Bạn đã đi trong suốt 1.111 ngày như vậy, bạn làm thế nào để vượt qua được những giây phút chán nản đấy? Thực sự cái vấn đề là mỗi km đi qua đều là những con đường mình chưa bao giờ mình đặt chân đến. Thì mình không biết nó sẽ có gì ở phía sau từng cái rặng cây, từng phía sau con dốc. Đó là cái sự háo hức, đam mê và cái giấc mơ đi một vòng trái đất. Chuyến đi không hẹn ngày về nó lấn át tất cả mọi thứ khác. Cái sự sợ hãi, buồn chán, rồi mưa, lạnh hay là những lần hỏng xe hay là những lần va chạm. Ngày nào thức dậy mình cũng đều vui, mình cũng đều trân trọng và đón một ngày khác để sống trong đời. Hy vọng một cái tương lai mới. Một triết lý sống rất hay. Lại phải dành cho bạn một tràng pháo tay nữa. Tiền mua xăng thì mình bố trí như nào? Tại vì mỗi nước lại bán một loại xăng khác nhau, giá tiền khác nhau, thì bạn thấy như thế nào? Vấn đề là em lại đi một chiếc xe nó rất là cà tàng, một chiếc xe 97 phân khối mà chị em hay dùng để đi chợ hàng ngày thôi. Nên nó rất là tiết kiệm xăng. Thứ hai là xăng nào đổ vô cũng chạy được. Nên nó không có kén xăng. Nên đó là một trong những lý do mà em vẫn đi với chiếc xe 10 năm nay, một chiếc xe rất là cũ kỹ. Như vậy là hôm nay bạn đến với trường quay của chúng tôi là bằng phương tiện gì? Có bằng chiếc xe máy đấy không ạ? Dạ thưa không, xe thì em đang gửi ở nhà một người bạn. Bây giờ ra một cái cuốn sách rồi sẽ làm một chuyến xuyên Việt nữa với bé xe đó. Tôi thấy là bạn gọi là bé xe đó, tức là bạn gọi bạn ấy như kiểu một bạn gái, một em gái. Dạ đúng. Bạn ấy hình như có cả tên đúng không ạ? Dạ, em đặt tên là Memo, là Mekong Motorbo, là tiếng xuồng máy miền Tây. Tại vì nó em là người miền Tây và cái tiếng xe bây giờ nó giống hệt như cái tiếng xuồng máy phạch. Thì lại nghe lại nhớ nhà nên em rất là thích cái tên đó. Và bạn cưỡi một chiếc xuồng máy trên cạn đi tới 65 nước. Dạ đúng rồi. Bạn là một người yêu ca nhạc. Dạ. Nên là ngại gì đâu mà không hát vài câu một bài nào đấy nhỉ? Bây giờ em cũng xin phép hát một số đoạn ngắn, nếu quên lại anh nhắc em nha. Không vấn đề gì. Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe mai vàng hát khúc yêu đương. Vâng. Và em có nghe khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh nghe mùa thu đó, mình yêu nhau nhé. Dạ, xin cảm ơn. Ở đây đang mùa đông mà lại hát bài về mùa thu. Không quan trọng. Bạn thấy không, khán giả của trường quay của chúng ta cực kỳ đáng yêu. Dạ. Khi bạn hát về mùa thu một phát là lập tức là các bác ấy vỗ tay như tiếng mưa rơi mùa thu luôn. Dạ. Cứ đột. Đột. Nghe rất nặng. Nghe rất căng thẳng. Vâng. Dạ. Nhưng mà không sao. Dạ. Khung cảnh mùa thu được vẽ lại rất nhanh chỉ trong mấy câu hát của Khoa. Dạ. Bạn có thể cho biết là hôm nay bạn đến đây với người đồng hành nào không ạ? Dạ thưa, hôm nay em đến với người bạn của em cũng là bạn Chu Việt Hà. Vâng. Đây là nhiếp ảnh gia của đường phố cũng xịn sò nhất gì Việt Nam. Thì bạn ở Hà Nội thì tiện quá, kêu hú bạn chạy qua luôn. Vâng, xin chào bạn Hà. Xin chào anh Dũng. Xin chào toàn thể các bạn đang xem chương trình Ai Là Triệu Phú ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu, tôi là Chu Việt Hà. Hôm nay tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được là người bạn đồng hành
cùng idol của tôi là anh Trần Đặng Đăng Khoa. Và xin chúc Khoa vượt qua 15 câu hỏi và luôn làm chủ cuộc chơi. Cố lên. Vâng. Cảm ơn bạn Hà. Vậy chúng ta bắt đầu thông qua luật chơi của chương trình. Khoa thân mến, chương trình của chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Đây là 3 mốc rất quan trọng mà chương trình muốn người chơi ghi nhớ và cố gắng vượt qua. Đặc biệt là mốc 15, chưa qua vượt qua cả. Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến bạn Hà của bạn. Và bắt đầu từ câu 6 thì bạn sẽ có thêm một sự trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Và các nhà thông thái của chúng ta ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý Trần Thành Nam và siêu trí tuệ Việt Nam bạn Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với các nhà thông thái. Xin chào ạ. Vâng, xin chào các nhà thông thái ạ. Wow. Hôm nay rất vui là đầu năm mới mà được gặp MC Đinh Tiến Dũng. Tôi nghĩ rằng là phong cách rất là trẻ trung. Anh thanh niên đã 40 rồi đúng không? Vâng. Sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá thôi. Tôi là 15.000 xôi đấy. Vâng, làm gì có chuyện 5.000 xôi mà đủ no được. Tôi ăn 15.000 xôi đấy. Vâng. Và tôi cũng rất là ngưỡng mộ bạn Trần Đặng Đăng Khoa. Với cái hành trình hơn 80.000 km, gấp 2 lần chu vi của trái đất. Chúc anh là cứ sung sức, tuổi trẻ, mạnh mẽ, leo cao ở trên cái cây tiền của Ai Là Triệu Phú. Vâng, vâng ạ, vâng. Xin mời Hoàng. Vâng ạ, thì thực sự được có mặt ở đây trong chương trình đầu năm mới này cũng là một cái vinh dự rất là lớn đối với em. Và em cũng được gặp anh MC Đinh Tiến Dũng, giáo sư xoay vào một thời rất là ngưỡng mộ. Và người chơi ngày hôm nay cũng là một người mà thực sự là khi mà em xem cái hành trình của anh ấy thì người ta hay nói những người thi siêu trí tuệ là những người mà có những cái phần thi vô lý không thể tưởng tượng được, nhưng mà hành trình của anh mới là một hành trình mà em không thể tưởng tượng được. Và anh, em mong rằng là ngày hôm nay là cái hành trình vượt qua 15 câu hỏi này nó cũng sẽ không nhằm nhò gì so với những gì mình đã trải qua cả. Em chúc anh may mắn ạ. Vâng ạ. Cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Như vậy là khán giả ở đây đã sẵn sàng hết lòng vì bạn, người đồng hành của bạn đã sẵn sàng hết lòng vì bạn, hai nhà thông thái cũng sẵn sàng và tôi cũng sẵn sàng rồi. Còn mỗi bạn thôi, bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, em đã sẵn sàng. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Bạn Khoa thân mến, bạn biết tại sao tôi lại làm động tác như này khi nói về triệu phú không? Money. Vâng, money. Thực ra là tỷ phú thì người ta không đếm bằng tay. Chỉ có triệu phú mới đếm bằng tay thôi chứ tỷ phú thì nhiều tiền quá đếm mệt. Thì người ta đếm bằng máy. Rồi, xin mời câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Khoa. Đâu không phải là loài động vật có sừng? Sư tử, tê giác, linh dương hay là tuần lộc? Em xin chọn câu trả lời chắc chắn là câu A là sư tử. A là sư tử. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Trong các câu chuyện cổ tích, phù thủy thường đi lại bằng cách nào? Cưỡi tuần lộc, cưỡi chổi, cưỡi thảo hay là cưỡi mây? Em xin chọn đáp án là B là cưỡi chổi. Cưỡi chổi, hoàn toàn chính xác. Trong cái đáp án cưỡi xe máy chứ có nhiều khi cũng chọn để hỏi xe máy. Vâng, rất tiếc lại không có. Dạ. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Loài chim nào sau đây có thể bắt chước được tiếng người? Trích bông, họa mi, quạ hay là vẹt? Em xin chọn đáp án là câu D là vẹt. Vẹt, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu số 4. Xin mời. Thành ngữ nào nói về việc chịu đựng gian nan vất vả để mưu cầu việc lớn? Lưỡi sắc hơn gươm, che non dễ uốn, nằm gai nếm mật hay là mật ngọt chết ruồi? Em xin chọn đáp án là câu C. C, nằm gai nếm mật, hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Đâu là tên một loại đàn cổ ở Tây Nguyên? Sỏi, đá, cát hay là đất? Em cũng hay lên Tây Nguyên nên đáp án B, đá là chắc chắn đúng. Dạ, đá, đàn đá, rất là cổ. Xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Có một câu là nằm gai nếm mật, tôi thấy rất tâm đắc. Và cũng có nhiều lúc bạn sẽ không có những điều kiện tốt nhất cho những sinh hoạt bình thường.
Lần lâu tắm nhất của bạn là bao nhiêu ngày? Lần lâu tắm nhất là ở Greenland, cũng khoảng đâu đó gần 10 ngày. Tại vì Greenland lúc đó là đang đỉnh mùa đông thì nhiệt độ khoảng âm 30, âm 40 độ. Thực ra là khi trời lạnh thì không có đổ mồ hôi, mà trời lạnh thì mặc áo cỡ nào thì không có, nếu mình nghĩ là mình đã dơ đó, nhưng mà mình vẫn thấy mình sạch sẽ, không tại vì áo dày như vậy mùi nó không thoát ra bên ngoài được. Dạ đúng ạ. Vâng, với lại mũi cũng bị nghẹt á, thì nên mình cũng không có ngửi được gì, tại vì nó quá lạnh nên cũng không cần tại sao phải tắm khi mà trời lạnh thế này. Hãy tự thưởng cho mình 10 ngày không tắm. Vâng, vậy tôi đã hiểu ra vấn đề tại sao phải tắm thường xuyên rồi. Là do mũi chúng ta ngửi được mùi thôi. Vâng, bây giờ chỉ cần là bịt mũi lại, hay là thậm chí chỉ cần chấm một tí nước hoa ở mũi thôi. Là coi như đảm bảo lúc nào cũng thấy mọi sự là thơm cả. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Và cũng từ thời điểm này thì các nhà thông thái sẽ bị ngắt kết nối với trường quay. Chỉ khi nào bạn cần đến thì các anh mới lại được biết thôi. Bạn đã sẵn sàng đến với câu hỏi số 6 chưa? Em sẵn sàng. Xin mời câu hỏi số 6. Cho đến nay, từ tiếng Việt nào chưa xuất hiện trong từ điển tiếng Anh Oxford? Áo dài, phở, bánh mì hay là nem? Câu này cũng không thực sự chắc, nhưng mà theo nếu như mình loại trừ thì em nghĩ là nem là câu D. Tại vì ba cái vật còn lại, áo dài, phở, bánh mì, nó rất là phổ biến trên thế giới. Đi đâu cũng có một cái tiệm bán cũng thấy. Nên em nghĩ là nem. Là câu D, nem. D, nem. Bạn quả là một người liều lĩnh. Tôi thoáng nhìn thấy anh Hà trên kia định vỗ tay. Xin mời anh vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua câu hỏi số 6. Hiện nay mức tiền thưởng đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua mức số 7, phần thưởng sẽ tăng lên 6 triệu đồng. Và anh ấy còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Dạ rồi. Xin mời câu hỏi số 7. Ca phẫu thuật tách rời thành công cặp song sinh nào nằm trong 10 sự kiện khoa học công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2020? Việt, Đức, Cu, Cò, Phi Long, Phi Phục hay là Trúc Nhi, Diệu Nhi? Trước giờ thì em chỉ nghe ca của bạn Việt và bạn Đức, nhưng mà nó đã rất là lâu rồi. Nhưng vâng, mà câu rất hỏi lâu rồi. Lại nằm trong năm 2020. Dạ. Vừa mới đây thôi. Thì em không nghe về cái option, cái lựa chọn B là Cu Cò hay là C Phi Long Phi Phụng. Vâng. Chỉ đọc báo thỉnh thoảng thấy Trúc Nhi Diệu Nhi. Chắc là Trúc Nhi Diệu Nhi, em chọn đáp án D. Đáp án D. Hoàn toàn chính xác. Rất tuyệt vời. Bạn đã vượt qua mốc số 7. Phần thưởng hiện nay của bạn đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua mốc số 8, phần thưởng sẽ tăng lên 10 triệu đồng. Và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến câu số 8 chưa? Em đã sẵn sàng. Xin mời câu hỏi số 8. Ngày 19 tháng 11 hàng năm là ngày gì? Ngày nước thế giới, ngày toilet thế giới, ngày quốc tế hạnh phúc hay là ngày môi trường thế giới? Em mới nhớ gần đây có một cái sự kiện gì về nước, các hội bơi lội này nọ các thứ. Vâng. Rồi nhưng mà cái nó lại lửng lửng giữa cái ngày quốc tế hạnh phúc, là không biết là khoảng tháng 3 hay là tháng 10, tháng 11, thì chắc em chọn 50-50. Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi 2 phương án sai. Ngày quốc tế hạnh phúc hoặc là ngày toilet thế giới. Em không nghĩ sẽ có một cái ngày ngày toilet thế giới. Nếu vậy em xin quyền gọi nhà thông thái, tại em rất là muốn cán được mốc 10 để cho cái chương trình đầu tiên của năm mới thì nên. Đúng, tôi nghĩ đấy là một lựa chọn không tồi. Vì các nhà thông thái của chúng ta, các anh ấy cũng đa lĩnh vực lắm. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái ạ. Dạ vâng.
Các anh ngồi bên ngoài có cảm thấy lạnh lẽo cô đơn quá không ạ? Nhất là khi lại ngắt kết nối với trường quay. Vâng, chúng tôi cũng quen cô đơn rồi anh ạ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà càng cô đơn lâu lâu một chút thì là người chơi sẽ lên được những cái mốc cao hơn thì chúng tôi cũng vui. Anh ấy đã muốn nhờ đến sự trợ giúp của các anh, các anh sẵn sàng chưa? Vâng, sẵn sàng ạ. Vâng ạ, các nhà thông thái và người chơi có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Câu hỏi là ngày 19 tháng 11 hàng năm là ngày gì? Có hai đáp án là ngày Toilet Thế Giới và ngày Quốc tế Hạnh Phúc 19 tháng 11. Vâng, thì câu này thì em có thể chắc chắn trợ giúp cho anh. Đáp án là B, ngày Toilet Thế Giới. Tại vì em cũng đã đưa cái thông tin này vào trong một bộ đề luyện thi Olympia cho học sinh ở trường trung học phổ thông mà em từng học rồi ạ. Vâng, có điều rất hay là ngày 19 tháng 11 vừa là ngày Toilet Thế Giới lại vừa là cái ngày Quốc tế Đàn Ông nữa. Không biết có ẩn ý gì hay không? Dạ. Dạ, xin cảm ơn. Vâng ạ. Xin cảm ơn các nhà thông thái ạ. Lựa chọn của bạn là gì? Như vậy, em rất là tin cái nhà thông thái nên em cũng chọn ngày Toilet Thế Giới. Vâng. Tại vì anh đã có phân tích rất là đúng và đã xác nhận là đã thấy thì tại sao lại không tin? Vâng. B. B là đáp án cuối cùng cho cái câu số 8 này. B. Hoàn toàn chính xác. Bắt đầu từ năm 2013 thì Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày 19 tháng 11 là ngày Toilet Thế Giới để nhắc chúng ta về tầm quan trọng của toilet. Phần thưởng hiện nay của bạn đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu hỏi số 9, phần thưởng của bạn sẽ là 14 triệu đồng. Bạn chỉ còn có 2 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến với câu hỏi số 9 chưa? Em sẵn sàng. Xin mời câu hỏi số 9. Logo hiện tại của câu lạc bộ bóng đá nào sau đây có hình con sư tử? Chelsea, Arsenal, Liverpool hay là Manchester United? Cái này chắc chắn không phải là Arsenal, là khẩu thần pháo rồi. Vâng. Kho thuốc súng, kho vũ khí, khẩu thần công đúng không ạ? Bạn có vẻ nhớ về Arsenal. Mà câu này có một cái chắc là em không dùng quyền trợ giúp đâu. Chắc em chọn Chelsea luôn. Chọn Chelsea. Tại vì nó cũng là một cái nó cũng liều lĩnh nhưng mà nó cũng là có một cái tôi. Tại vì cũng mang tiếng, cũng có xem bóng đá mà câu này là những cái khán thính giả sẽ cười vào em mất. Câu này là câu vì thể diện đấy. Đúng rồi, đây là câu chính xác là câu thể diện. Nếu bạn đúng thì là bạn giữ được thể diện đấy. Còn nếu không thì cũng không sao. Không, nhưng bạn sẽ giữ được 2 triệu nếu bạn sai. Và bạn giữ được 2 quyền trợ giúp nữa. Nên em chọn Chelsea quá. Chelsea, em nhớ là con áo xanh dương và con sư tử màu trắng hay là gì đó. Vâng, okay. Bạn ấy chọn đáp án A là Chelsea. Đáp án cuối cùng của bạn, Chelsea. Thực ra nếu như bạn có sai thì tôi nghĩ là về vấn đề thể diện cũng không ảnh hưởng gì đâu. Điều đấy sẽ được quyết định sau ít phút nữa. Bạn Hoa thân mến, bạn đã quyết định vì thể diện mà liều một phen. Chọn logo của Chelsea mới là logo có hình con sư tử. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Vẫn giữ được thể diện mà vẫn giữ được tiền.